đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 1271 nghị sơn chủ. dáng người của tiêu dương thẳng tắp, ngũ quan thanh tú, trên khắp cả người có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bao phủ. Lúc nói chuyện, trên khuôn mặt của hắn còn mang theo một chút cười khổ. Hắn theo thói quen sờ lên cái mũi, đối với rất nhiều sơn chủ quan tới ánh mắt dị sắc, hắn làm như không thấy. Hừ, ngược lại là có chút thủ đoạn, rõ ràng nói là không công bằng, vô địch ức hiếp ngươi. Ngươi đã muốn công bằng. Vậy còn không đơn giản. Lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ba ngày sau, ngươi với Vô Địch giao thủ, hắn áp chế cảnh giới đến cùng một cấp độ với ngươi, nếu như ngươi có thể chống đỡ được ba chiêu của hắn. Như vậy nếu Vô Địch nhận thua thì Cửu Sơn Tiên Ấn sẽ thuộc về ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người Tam Sơn chủ đều là nhân tinh, sống vô số năm, lông mi đều đã không còn giờ phút này làm sao nghe không hiểu ý tứ bên trong lời nói kia của Tiêu Dương. Bây giờ, hắn vung tay lên, hừ lạnh một tiếng nói, đưa ra yêu cầu. Sơn chủ còn lại nghe vậy đều có ánh mắt khác nhau. Nỗi lòng khác nhau. Tiêu Dương thân là tiểu sư đệ của cửu Đại Sơn, rất được nhị Sơn chủ coi trọng, mặc dù mới bái vào cửu Đại Sơn hơn 20 năm, nhưng Tu Vi lại không thể khinh thường một thân bản lĩnh của nhị sơn chủ tất cả đều bị hắn học được, mà cổ vô địch chính là đạo tử được cửu đại sơn công nhận, lại là đồ đệ đắc ý của tam sơn chủ. ngoại trừ một ít đệ tử tu hành lâu năm ra, những người còn lại căn bản không phải là đối thủ của hắn. bây giờ cổ vô địch đã bước vào cấp độ trí tôn cảnh, tiêu dương cũng chỉ mới đột phá thánh nhân cảnh giới, chênh lệch giữa hai người đâu chỉ dùng một trời một vực để hình dung thậm chí chỉ cần cổ vô địch nguyện ý một cái ngón tay đã có thể nghiền ép chết tiêu dương ước hẹn ba chiêu nhị sơn chủ nghe nói lời ấy lông mày đang nhíu lại lại giãn ra cẩn thận suy nghĩ gật đầu có điều hắn vẫn hỏi thăm tiêu dương bên cạnh một chút hỏi nói yêu cầu đó của tam sơn chủ ngươi thấy thế nào có thể tiếp nhận không tiêu dương nghe vậy cười cực nói tam sơn chủ đã nói như vậy Đệ tử làm sao lại dám từ chối đây? Mặc dù không thể so với vô địch sư huynh tư chất ngút trời, nhưng ta vẫn phải có chút tự tin. Trong lúc nói chuyện, Long Mi hắn nhướng lên, không khỏi toát ra tinh thần phấn chấn và sự tự tin thuộc về người tuổi trẻ. Đây cũng là mục đích của hắn, nếu chân chính giao thủ với cổ vô địch, hắn làm sao là đối thủ của nam tử kia. Các vị sơn chủ nhìn thấy một màn nọ, cũng âm thầm gật đầu cảm thấy lại cho Tiêu Dương một chút thời gian, thành tựu tương lai của hắn. Chắc không thể thấp so với cổ vô địch. Tốt, đã như vậy, ba ngày sau, gặp mặt trên quảng trường đệ nhị Sơn. Tam Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không ngừng lại, bóng người mơ hồ rồi biến mất ở trong điện. Các Sơn chủ còn lại thấy thế, cũng lần lượt hướng nhị Sơn chủ cáo từ, dự định rời đi, về phần chuyện phong Sơn, tạm thời vẫn chưa đưa ra kết luận. Bây giờ quan trọng là quyết định Cửu Sơn Tiên Ấn kia thuộc về ai. Ở giữa mỗi ngọn núi của Cửu Đại Sơn đều cách nhau khoảng trăm vạn dặm. Ở giữa cách một vùng biển sao mênh mông. Có điều với tu vi của bọn họ đều chỉ dùng một chút công phu đã có thể trở lại sơn mạch của mình. Rất nhanh, bên trong đại điện đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người Nhị Sơn chủ và Tiêu Dương. Ngươi vừa rồi thật ra là không cần mở miệng, chỉ cần vi sư đè ép tam sơn chủ cũng không có khả năng bắt vi sư làm gì bây giờ cửu sơn tiên ấn ở trong tay vi sư nếu như giao thủ hắn không phải đối thủ của vi sư trên khuôn mặt của nhị sơn chủ lộ ra nụ cười ấm áp nói với tiêu dương đứng bên cạnh đồ nhi không muốn để cho sư tôn bị khó xử hơn nữa ước hẹn ba chiêu đồ nhi vẫn có tự tin tiêu dương cười cười đáp lại dáng vẻ của hắn rất tự tin ngươi nói như vậy vi sư cũng yên tâm nhị sơn chủ có chút vui mừng cười cười đột nhiên hơi xúc động nói trong nháy mắt ngươi đã lớn như vậy vi sư còn nhớ đến lúc ấy khi gặp ngươi ngươi vẫn chỉ là đứa bé được quấn ở trong tả lót tiêu dương nghe nói lời nọ lại là có chút hiếu kỳ nói sư tôn bỗng nhiên nói như vậy là muốn nói thân thế thật của ta sao hắn hiểu rõ tính cách của nhị sơn chủ nếu là bình thường nam tử kia sẽ không nói lời như vậy. Kỳ thật lần này thượng giới xâm lấn bát hoang thập vực, ta phải để ngươi xuất thế. Chỉ có điều bên ngoài quỷ quyệt khó lường, với tu vi bây giờ của ngươi, kỳ thật rất khó làm mấy chuyện kia. Nhị Sơn chủ gật đầu, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, nhìn chầm chầm tiêu dương. Sư tôn vì đồ đệ mà suy nghĩ, đồ nhi có thể hiểu. Tiêu dương cười nói, mặc dù hắn cũng muốn đến thế giới bên ngoài một lần, nhưng mà hắn cũng có thể hiểu khổ tâm của sư tôn người biết tại sao vi sư nói cửu sơn tiên ấn thích hợp với ngươi không mà không phải là cổ vô địch nhị sơn chủ lại lần nữa hỏi đây không phải vì sư tôn thiên vị với ta sao tiêu dương hơi kinh ngạc thấy nhị sơn chủ khẽ lắc đầu sau đó hắn suy nghĩ một chút chân thành nói cổ vô địch tài đức không hợp bảo thủ khó làm chuyện lớn chủ yếu nhất vẫn là nếu như hắn nắm giữ cửu sơn tiên ấn rất có thể khiến cửu đại sơn lâm vào nguy cơ huống chi giả tâm của tam sơn chủ không nhỏ cũng không muốn để cửu đại sơ ở ẩn thân là đệ tử của hắn cổ vô địch đến lúc đó khẳng định sẽ nghe theo tam sơn chủ vẫn là ngươi thông minh nghe vậy nhị sơn chủ gật gù có chút tán thưởng nói có điều rất nhanh giọng nói của hắn lại chuyển một cái sắc mặt hơi nghiêm túc chờ sau khi ngươi tiếp quản cửu sơn tiên ấn vi sư tự sẽ phong sơn sau đó đưa ngươi xuất thế bên ngoài mới là nơi trở về của ngươi cái gì sư tôn ngươi đây là ý gì xin thứ cho đồ nhi cũng không hiểu nhiều lắm nghe nói như thế nụ cười trên khuôn mặt của tiêu dương bỗng nhiên cứng đờ có chút không hiểu hắn không rõ ý tứ của lời đó sư tôn là muốn sau khi tiễn hắn xuất thế sẽ tiến hành phong sơn sao thế nhưng hắn mới nói bên ngoài quỷ quyệt khó lường. Trong lúc nhất thời, trong đầu tiêu dương có chút mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ. Chương 1272 Thân thế của khí vận chi tử Ngươi không phải vẫn muốn biết lai lịch của mình sao? Nhị Sơn chủ lại tự hồ như đã sớm đoán trước. Thở dài một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng trong suốt, một cái ngọc bội cũ xưa hiện lên. Khối ngọc bội ấy chỉ dài khoảng hai chỉ, trên đó điêu khắc đường vân cổ xưa mà phức tạp không thuộc về thời đại này mà ở mặt khác được khắc lên hai chữ cổ tiêu dương đây là ngọc bội ngươi mang theo trên người mặt trên cũng là nguồn gốc tên ngươi những thứ kia đến ngọc bội vẫn trong tay vi sư nhị sơn chủ giải thích nói đồng thời đưa khối ngọc bội nọ cho tiêu dương ta biết tiêu dương tiếp nhận ngọc bội biểu cảm phức tạp hắn biết việc này trần tố vân từng đề cập qua cho hắn cũng nói khối ngọc bội đó rất có thể che giấu thân thế của hắn. Chỉ có điều những năm gần đây, hắn chưa từng đi điều tra qua. Lúc trước người thân của ngươi sở dĩ đặt ngươi ở bên ngoài cửu đại sơn, kỳ thật cũng có quan hệ với khối ngọc bội đó. Vi sư lại thu ngươi làm đồ, kỳ thật nguyên nhân cũng là thiếu nợ chủ nhân trước đó của khối ngọc bội này một cái ân huệ. Nhị sơn chủ lần nữa nói, nói ra một sự thật làm cho tiêu dương khiếp sợ. Những năm này sư tôn ngài đều vẫn chưa từng nói qua với ta. Tiêu Dương cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi, nói, hiện tại ngài nói với ta là muốn cho ta đi tìm người thân của ta sao? Hắn cũng không oán trách chuyện mình bị người thân vứt bỏ. Lúc trước khi Trần Tố Vân ở dưới thác nước Cửu Đại Sơn nhìn thấy hắn, tính mạng hắn hấp hối, máu me khắp người. Có thể thấy được người một đường hộ tống hắn đến đây, cũng đã trải qua hung hiểm cũng không phải là chủ động muốn vứt bỏ hắn, mà là bất đắc dĩ. Trong cơ thể ngươi có chảy một loại mạch huyết mạch thủ hộ giả, là khi bác hoang thập vực gặp phải đại họa, thủ hộ giả đó sẽ lại xuất thế, vi sư không biết gia tộc của ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi phải biết thân phận của mình. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với tất cả các chuyện này. Vẻ mặt của nhị sơn chủ dần dần nghiêm túc. Huyết mạch thủ hộ giả. Trong lòng của tiêu dương chấn động, chợt nhớ tới đoạn thời gian trước đến nay, bản thân luôn gặp phải những giấc mơ kỳ quái. Như có anh linh cổ lão bất diệt, đang kêu gọi hắn, muốn cùng hắn sống vai chiến đấu. Thì ra đó đều không phải là giấc mơ, mà là truyền thừa huyết mạch ở trong hắn, không cách nào xóa nhòa. Hắn trầm mặt xuống. Nhị Sơn chủ nhìn về phía hắn, thở dài nói, những năm gần đây, thứ vi sư cần dạy đều đã dạy cho ngươi, thiên phú của ngươi rất mạnh, trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp, chỉ có điều bây giờ ngươi còn chưa thể hoàn toàn sử dụng. Vì sư tin tưởng ngươi một ngày nào đó, ngươi sẽ khiến cho gia tộc thủ hộ giả vinh quang trở lại. Lại lần nữa tung hoành toàn bộ bát hoang thập vực. Ngay lúc Tiêu Dương đang nói chuyện với nhị sơn chủ, ở biên giới phía xa đại lục ngoài ngàn vạn dặm. Thanh Vân Phi thuyền nằm ngang ở chân trời, nguy nga như một ngọn núi, vô cùng cao lớn cổ xưa, ẩn nấp ở trong mây mù mênh mông. Trừ phi là tu sĩ tận mắt đi tới nơi này, nếu không sẽ không phát hiện được sự tồn tại của thanh vân phi thuyền. Giờ phút này trên thanh vân phi thuyền, bọn người cổ vô địch máu me khắp người, vô cùng chật vật, đang bị xiền xích khóa tay chân lại. Bị phong ấn tu vi, ném xuống đất. Ngoại trừ cổ vô địch ra, những người còn lại đều là vẻ mặt hoảng sợ, thần tình sợ hãi, thần hồn run rẩy, thân xác dường như muốn nổ tung cảm giác như vậy còn kinh khủng hơn so với lúc bọn họ đối mặt với sơn chủ hai chân nhịn không được như muốn mềm nhũng ra muốn nằm quỳ trên mặt đất nam tử mặc y phục màu trắng trước mặt giống như trích tiên giáng trần mặc dù vẻ mặt bình thản nhưng lại giống như một vị ngồi ngay ngắn ở đỉnh của vũ trụ nhìn xuống vạn cổ tang thương ngay cả hư không xung quanh đều giống như muốn sụp đổ vậy thần quang lập loè hỗn độn khí ở giữa sợi tóc phun trào ở trong con ngươi như hủy diệt thiên hạ, cảnh tượng vạn cổ biến thành cho hiện lên. Đây là trình độ đạo hạnh kinh cũng không lường được phô bày ra. Trong nháy mắt vũ trụ vỡ nát, xé rách chư thiên. Cho dù là mạnh như cổ vô địch, cũng bị một trưởng của bạch y nam tử trước mặt trấn áp, bắt tới nơi đây. Cửu Đại Sơn tồn tại vô số năm qua, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống ngoại địch xâm lấn. Lúc trước căn bản chính là chuyện không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người cảm thấy rùng mình một trận, nhịn không được run rẩy, không dám ngẩng đầu. Ngươi đến cùng là ai? Mạnh mẽ xông tới Cửu Đại Sơn ta có mục đích gì? Chiến y màu vàng ống của cổ vô địch đã vỡ vụn, thương thế rất nặng, vừa rồi suýt chút bị một trưởng đánh chết. Giờ phút này, khóe miệng của hắn còn mang theo máu tươi, có điều hắn ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, quát hỏi lai lịch của Cố Trường Ca. Dù sao nơi đây chính là địa bàn của Cửu Đại Sơn. Một khi động tĩnh lớn một chút, hoặc nói mấy vị sơn chủ nhận thấy được khí tức của bọn hắn biến mất, rất nhanh sẽ có thể tìm được tới nơi đây. Trong lòng của hắn hơi ổn định chút, ta là ai cũng không quan trọng. Cố Trường Ca nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn chết, vậy thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? cổ vô địch lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Hắn có thể cảm giác được cố trường ca trước mặt tuổi tác kỳ thật cũng không lớn. Nhiều lắm là sấp xỉ với tiểu sư đệ tiêu dương. Nhưng đối phương lại một chưởng suýt chút đập chết hắn, loại uy thế kinh khủng kia, thậm chí mang đến cho hắn một loại cảm giác đối mặt với sơn chủ. Không đáp ứng, vậy ta sẽ giết ngươi, sau đó sư thần hồn của ngươi là được. Dù sao ta rất nhanh cũng sẽ diệt cửu đại sơn sau lưng ngươi. Vẻ mặt của Cố Trường Ca vẫn không có nhiều biến hóa lớn, hơi hợt mở miệng. Chương 1273. Ngươi vậy mà lại nhận ra ta. Nghe chuyện Diệt Cửu Đại Sơn ở trong miệng hắn, giống như giẫm chết một con kiến thật khiến mọi người nhịn không được sợ run cả người. Cổ Vô Địch cũng biến sắc, hàm răng cắn chặt, hắn có thể cảm giác được loại thái độ khinh thường tùy ý kia của Cố Trường Ca. Nếu như đối phương không có hoàn toàn nắm chắc thì không thể nào nói lời như vậy càng không thể cứ như vậy mạnh mẽ xông tới đến cửu đại sơn mà không cân nhắc hậu quả đây là đạo tử lệnh hắn chắc là truyền nhân của cửu đại sơn mà lúc ấy thiên lộc huyền nữ vẫn luôn sau lưng cố trường ca không có mở miệng đi tới ánh mắt rơi vào một khối ngọc chất trên lệnh bài treo ở bên hông của cổ vô địch nàng nhận ra tấm lệnh bài kia chính là biểu tượng truyền nhân của cửu đại sơn có điều truyền nhân đời này của cửu Đại Sơn còn chưa có xuất thế, đã bị cố trường ca bắt lấy, trấn áp ở nơi này. Điều kia làm ánh mắt nàng có chút dị sắc, giống như đùa cợt, lại giống như khinh thường tùy ý, đạo tử lệnh. Lông mày của cố trường ca hơi nhíu một chút, vừa rồi hắn cũng cảm giác được từ sâu trong cửu Đại Sơn có chút khác biệt. Đây là cảm giác của khí vận chi tử. Dù lần này hắn gặp được khí vận chi tử, lại là loại truyền nhân của cửu Đại Sơn, chỉ có điều bây giờ xem ra dường như đã đoán sai cổ vô địch trước mắt tuy nói tu vi không tệ nhưng chút khí vận trên người vẫn còn kém rất xa với khí vận chi tử thậm chí ngay cả người có đại khí vận cũng không phải nhiều lắm là coi như một nhân vật có triển vọng hơn nữa nhìn mức độ khí vận đang suy giảm dần không chừng còn kết xuống cừu hận với khí vận chi tử ngươi ngươi là thiên lộc huyền nữ mà giờ khắc này Cổ vô địch cẩn thận nhìn chầm chầm thiên lộc huyền nữ, dường như đang nghiêm túc dò xét, mà sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi nhanh, bật thốt lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn từng từ trong tay Trần Tố Vân, từng thấy được thiên lộc huyền nữ đời này. Bởi vì Trần Tố Vân cũng đã từng suýt chút trở thành thiên lộc huyền nữ, có một sư muội tư chất ngút trời. Nghe nói lời ấy, những người còn lại của cửu đại sơn cũng hoảng sợ trừng to mắt, Nhìn về vị mỹ nhân váy trắng phía trước mặt. Vẻ đẹp của nàng quả thật là khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung, phong hoa tuyệt đại, da thịt trong suốt sáng lên, gần như mộng ảo, không có một chút tì vết, giống như tiên tử trên trời. Cố Trường Ca đứng sóng vai với nàng, giống như thần tiên quyến lữ cực kỳ xứng đôi. Bọn họ cũng không hoài nghi cổ vô địch, chỉ có điều không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được thiên lộc huyền nữ. Hơn nữa nàng còn đi chung với nam tử mặc áo trắng trước mặt này. Ngươi vậy mà nhận ra ta. Xem ra ngươi chắc thấy qua chân dung của ta. Trần Tố Vân có quen biết như thế nào với ngươi? Thiên Lộc Huyền nữ nghe vậy dường như cũng có chút kinh ngạc, ngược lại nhìn kỹ cổ vô địch một chút, mỉm cười hỏi, mang đến cho người ta một loại cảm giác như gió xuân. Có điều những người còn lại lúc nghe được cái tên Trần Tố Vân ấy lại nhịn không được sợ run cả người cảm thấy một luồng hàng khí đáng sợ dâng lên. Nghe đồn rằng giữa đại sư tỷ Trần Tố Vân có ân oán sâu với thiên lộc huyền nữ. Lúc trước, Trần Tố Vân rời khỏi thiên lộc thành, đi vào cửu đại sơn. Dường như cũng có chút bí ẩn không muốn người biết. Sau một thời gian, tất cả mọi người đều sẽ phát hiện thiên lộc huyền nữ dẫn cố trường ca tới cửu đại sơn. Chỉ có điều bác hoang thập vực khi nào có một người trẻ tuổi khủng bố như vậy trần tố vân cũng không phải là người thế nào của ta nàng chỉ là đại sư tỷ cửu đại sơn ta mà thôi cổ vô địch nói đồng thời ở trong lòng suy đoán mục đích thiên lộc huyền nữ tới đây chẳng lẽ là tới đây giải quyết thù hận lúc trước với trần tố vân có điều tại sao cố trường ca lại nói thành muốn tiêu diệt cửu đại sơn a à, đại sư tỷ xem ra nàng ta những năm qua sống rất tốt vậy người làm sư muội như ta cũng yên lòng thiên lộc huyền nữ vẫn như của mỉm cười nói trên người có sự thánh khiết và ma tính cùng tồn tại sau đó ánh mắt của nàng chuyển một chút rơi vào trên mặt cố trường ca mang theo sự mê hoặc mê người cố công tử xem ra chúng ta dường như bắt được một cái thẻ đánh bạc không tệ nàng nói như thế thẻ đánh bạc cũng không biết thẻ đánh bạc này có bao nhiêu giá trị cố trường ca lắc đầu trực tiếp đưa tay ra giữa hư không bắt đầu huy động từng đạo ánh sáng màu đen lan ra, hóa thành từng đại đạo phù văn lập lòe, ngưng tụ trở thành một cái chữ nô cổ xưa. Vù. Một khắc sau, cái chữ nô ấy bay ra, hóa thành một đạo tia sáng màu đen, trực tiếp rơi vào đến trong chân mày của cổ vô địch, nhanh chóng biến mất không thấy. Đây là cái gì? Cổ vô địch căn bản không né tránh được, biểu cảm hoảng sợ bất an trên mặt trở nên có chút khó mà che giấu, không thể duy trì kiểu bình tĩnh giống vừa rồi hắn coi như không biết đây là thủ đoạn gì nhưng cũng cảm giác được cố trường ca không có lòng tốt hơn nữa sau khi cái ấn ký thần bí nọ chui vào chân mày của hắn hắn không nhịn được cảm giác được một loại sinh tử của bản thân bị đang bị người khác điều khiển loại cảm giác ấy làm hắn bất an như trong nháy mắt hắn đã trở thành nô lệ của đối phương nếu ngươi không muốn chết vậy không nên có ý muốn làm trái lời ta cố trường ca thản nhiên nói cũng không có ý nói nhảm với hắn. Hắn đã nhìn ra rồi. Cổ vô địch trước mắt cũng không phải là loại người không sợ chết kia. Cho nên dùng nô ấn thống chế sinh tử của hắn, lại càng dễ dàng để hắn nghe lời. Chương 1274 Khách quý Ngươi Ngươi vậy mà gieo nô ấn cho ta. Vẻ mặt của cổ vô địch có chút sợ hãi trắng bệt, đơn giản không thể tin được. Hắn còn chính là trí tôn cảnh. Đến cảnh giới đó, cho dù là thân thể bị xé nứt, chôn ở bốn phương giữa trời đất, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sức sống cường đại, vô cùng kinh khủng, muốn chết giết hắn khó như lên lời. Trừ phi gặp được sức mạnh nghiền ép, nếu không rất khó giết chết hắn. Cho nên thủ đoạn giống như là nô ấn, đối với trí tôn cảnh thực sự mà nói, rất khó có hiệu quả, trừ phi có được bí pháp hoặc thủ đoạn đặc biệt. Xem ra ngươi cũng không ngốc cố trường ca tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Sắc mặt của cổ vô địch trong nháy mắt bắt đầu tuyệt vọng, ngay cả trí tôn cảnh cũng sẽ bị gieo xuống nô ấn, có thể thấy được thủ đoạn của cố trường ca rất độc ác. Hơn nữa hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của cố trường ca. Bác hoang thập vực là không thể nào có người tuổi trẻ khủng bố như vậy, cho nên hắn nhất định đến từ thượng giới phía bên kia. Ngay cả thiên lộc huyền nữ vậy mà cũng đi gần với hắn như vậy bây giờ bác hoang thập vực đến cùng đã xảy ra chuyện gì cổ vô địch đơn giản không dám tưởng tượng hắn vừa rồi mới chỉ là sinh ra một tia ý niệm bất kính một luồng khí tức giống như hủy diệt đã truyền đến từ thức hải của hắn suýt chút làm cho thần hồn của hắn nổ tung điều đó làm cho cổ vô địch cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vọng và bất lực hắn tâm cao khí ngạo chí hướng ở phía trên kẻ thành đạo cũng không muốn vì loại chuyện ấy mà đánh mất tính mạng của mình cho nên trong lòng của cổ vô địch dù không cam lòng đến đâu giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục không dám bộc lộ chút ý phản kháng hoặc bất kính nào ta thích người thông minh bởi vì người thông minh biết điều hơn xem ra ngươi cũng là người thông minh cố trường ca chú ý tới thái độ thay đổi của cổ vô địch khẽ gật đầu trong lòng của cổ vô địch sinh ra từng trận bất lực có chút khổ tâm hắn đường đường là truyền nhân của cửu đại sơn tu vi trí tôn cảnh, một khi xuất thế, chắc sẽ danh chấn thiên hạ, tất cả mọi người kính sợ sùng bái. Bây giờ còn chưa rời núi, đã biến thành nô bột của người khác, sống chết bị người khống chế. Cảm giác ấy quả thật làm trong lòng hắn như muốn hận điên cuồng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Còn những người bị bắt tới còn lại, cố trường ca cũng tương tự gieo xuống nô ấn, đề phòng bọn họ truyền ra tin tức nơi đây, khiến cho cửu đại sơn chấn động theo tu vi ấy của cổ vô địch thấy được cửu đại sơn chắc cũng không đơn giản kẻ thành đạo chí ít có tám vị không ngoại trừ còn có những tồn tại mạnh hơn cố trường ca cũng không thèm để ý đối với bọn họ nhưng lại không thể không phòng bị thủ đoạn của cửu đại sơn hơn nữa trước đó hắn có chút muốn biết thân phận của vị khí vận chi tử của cửu đại sơn kia từ giờ trở đi ta chính là tới nơi đây cùng ngươi thăm hỏi sư tỷ sau đó cố trường ca trên thanh vân phi thuyền dặn dò đám người bị bắt trói ở nơi đây để bọn người cổ vô địch mang theo hắn và thiên lộc huyền nữ đi sâu vào trong cửu đại sơn a à đại làm thị vệ bây giờ đã đột phá đến chuẩn đế cảnh nhị trọng thiên vẫn luôn một tấc không rời theo sát ở sau lưng hắn mà lời ấy của cố trường ca đương nhiên là nói với thiên lộc huyền nữ rõ cố công tử là đi theo ta thăm hỏi sư tỷ thiên lộc huyền nữ mỉm cười đuôi lông mày ở giữa lập lòe tuệ quang, có phong tình lưu chuyển, đã đoán được ý đồ của hắn. Rất nhanh, bọn người cổ vô địch dẫn đường ở phía trước, một đại đạo màu vàng, ở dưới chân kéo dài tới, vượt qua từng vùng từng vùng đầm lầy sông núi. Đi đến cửu đại sơn chân chính. Không thể không nói vân thâm mộ xử với hoàn cảnh trời đất bên ngoài thật sự khác nhau rất lớn. Nơi đây có rất nhiều hung thú cổ xưa, nhiều chim bay trên bầu trời, nhưng lại đều không hung ác, thậm chí có chút dịu dàng ngoan ngoãn rừng rậm nguyên sơ dày đặc dãy núi dài to lớn trên đường có không ít đệ tử cửu đại sơn thấy bọn người cổ vô địch đều cung kính hành lễ rất là sợ sệt đối với hắn có điều đối với hai người cố trường ca và thiên lộc huyền nữ theo sau lưng tất cả có chút hiếu kỳ vô số năm qua đã không có người ngoài tới qua cửu đại sơn có điều bọn họ cũng xem như hai người kia là bạn bè của đạo tử cổ vô địch không dám hỏi nhiều công tử chúng ta đi đến ngọn núi nào đầu tiên đi được nửa đường cổ vô địch bỗng nhiên cung kính hỏi ngươi ở núi nào thì đi núi đấy cố trường ca tùy ý nói thu hồi ánh mắt dò xét nơi đây vâng cổ vô địch gật gù đại đạo màu vàng dưới chân kéo dài tới một đường từ vòng trời phía trên rơi xuống hùng hồn rơi xuống sâu trong một tòa tiên sơn nào đó. Chung quanh tinh hải mênh mông, có chút tinh huy hội tụ, rất mỹ lệ mỹ cảm, làm cho người ta cảm giác như đi vào tiên cảnh. Nơi đây chính là đệ Tam Sơn. Bái kiến đạo tử. Tam Sơn chủ đang định tìm ngài. Vào lúc nhìn thấy cổ vô địch trở về, trên con đường đến núi có một đạo cầu vòng chạy đến, có người liếc mắt nghi hoặc đánh giá cố trường ca, thiên lộc huyền nữ sau đó mở miệng nói với cổ vô địch trong những người này nam nữ đều có số tuổi cũng không nhỏ ta đã biết ta mang theo khách quý đi gặp sư tôn cổ vô địch gật đầu khôi phục uy nghiêm trước kia ở nơi đây sợi tóc ở giữa có thần quang màu vàng lập lòe giống như một pho tượng thần minh mọi người đều rất e ngại đối với hắn đối với khách quý trong miệng hắn càng thêm hiếu kỳ có điều không dám hỏi nhiều Chương 1275. Phu quân, công tử mời tới bên này. Cổ Vô Địch ở phía trước dẫn đường, đi về hướng chủ điện của Đệ Tam Sơn. Cố Trường Ca khẽ gật đầu, cũng không lo lắng người này dở trò quỷ. Hơn nữa hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là Tam Sơn chủ kia đến cùng là có loại tu vi nào. Ở trên đỉnh núi Đệ Tam Sơn, mây mù mênh mông, cung điện rộng lớn mà cổ xưa đứng sừng sững ở nơi đây. Thác nước hỗn độn tiên khí rủ xuống bay treo ở giữa tất cả ngọn núi. Sương tiên tràn ngập, tiên quang xen lẫn, hà thụy vạn đạo, cầu vồng rực rỡ. Đây là một cảnh tượng làm cho người khiếp sợ, giống như thiên đường thế ngoại, nhân gian tiên cảnh chân chính. Ở chỗ này, linh thú tiên cầm đều có một loại tiên vận. Ký tức vô cùng cường đại, có thể nói hoàn toàn khác biệt với người thế ngoại sau khi thấy bọn người cố trường ca đến cũng không có bị kinh sợ mà tia sáng trên màu lông rất rực rỡ chắc có một loại bí bảo nào đó đang duy trì hoàn cảnh trời đất nơi đây cố trường ca chú ý tới một màn kia cảm thấy có chút hiểu rõ cửu đại sơn này ngược lại có chút bất phàm còn nhiều hơn một loại tạo hóa sinh sôi không ngừng so với vũ trụ bên trong hắn vô địch mấy vị này là rất nhanh Bọn người Cố Trường Ca do Cổ Vô Địch dẫn đầu phía dưới đã đến trong điện gặp được người gọi là Tam Sơn chủ. Đây là một lão giả mặt hắc bào, tinh thần quắc thước, đôi mắt đang mở hí có khí tức chí cường lượng lờ. Có điều hắn đang không hiểu dò xét Cố Trường Ca, trong ánh mắt có đế đạo phù văn lưu chuyển, cuối cùng rơi xuống trên người Thiên Lộc huyền nữ. "Sư Tôn, đây là khách quý đồ nhi gặp được ở ngoài sơn môn." Cổ Vô Địch cung kính nói không dám bại lộ chuyện gặp được trước đó ngươi là thiên lộc huyền nữ đời này âm thanh của tam sơn chủ có chút hơi kinh ngạc hiển nhiên nhận ra thiên lộc huyền nữ đến thiên lộc huyền nữ khẽ mỉm cười nói bái kiến đạo hữu vậy vị này là hắn nhìn về phía cố trường ca có chút đoán không được tu vi của người trẻ tuổi kia rõ ràng mang đến cho người ta cảm giác tuổi không lớn lắm nhưng vì sao làm hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm tim đập nhanh càng nguy hiểm hơn so với thiên lộc huyền nữ đứng ở trước mắt hắn tên là trường ca là phu quân của ta có điều cố trường ca còn chưa mở miệng thiên lộc huyền nữ đã vượt lên trước một bước mỉm cười nói đồng thời rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn chân mày to của nàng công công đứng ở nơi này giống như một cây thần liên có khí tức thần thánh giống như khôi phục dáng vẻ trước kia phu quân ân đường của tam sơn chủ nhảy lên một chút trong lòng có chút chấn động, thiên lộc huyền nữ có phu quân từ bao giờ? Từ xưa đến nay, thiên lộc huyền nữ đều là băng thanh ngọc khiết, bên người chưa bao giờ có xuất hiện qua nam tử. Đúng vậy, có điều ta chỉ là một thị thiếp của phu quân mà thôi. Thiên lộc huyền nữ lần nữa nói, có điều lần này dường như có chút u oán. Dung mạo của thiên lộc huyền nữ không cần phải nói nhiều, nàng vừa thông minh lại biến hóa không lường, trong ánh mắt của nàng có một loại siêu nhiên thánh khiết khiến cho người ta cảm thấy như thần nữ trên cửu thiên không nhiễm bụi trần, đẹp tự ảo mộng. Mà giờ đây từ trong miệng nàng lại nói mình chỉ là thị thiếp của người khác, còn mang theo vẻ u oán. Chuyện đó thật sự đã làm cho Tam Sơn chủ chấn động, chính là không thể nào tin nổi, suýt chút nữa thì trừng lớn mắt. Nhưng loại tâm trạng và sắc mặt ấy cũng không giống như đang giả bộ. Đối với bác hoang thập vực mà nói, Thân phận của Thiên Lộc Huyền Nữ có biết bao nhiêu sự tôn quý, sao nàng có thể dễ dàng nói ra lời như vậy? Chỉ có điều cổ vô địch lại có chút tin tưởng lời kia của nàng. Nếu không phải giải thích như thế nào khi bản thân nàng là Thiên Lộc Huyền Nữ, lại đi làm bạn bên cạnh Cố Trường Ca, một người đến từ thượng giới. Từ đây có thể thấy được thân phận của Cố Trường Ca đến cùng khủng bố đến mức nào mà khiến cho Thiên Lộc Huyền Nữ cam tâm tình nguyện nói ra lời ấy dù trong lòng hắn cũng không nhịn được sinh ra một chút hâm mộ mặc dù bản thân là truyền nhân của cửu đại sơn nhưng khi hắn đối mặt với thiên lộc huyền nữ cũng cần kính sợ mà đối đãi thiên lộc huyền nữ ngươi không nói đùa chứ rất nhanh sắc mặt của tam sơn chủ đã khôi phục lại vẻ tự nhiên nhưng trong mắt của hắn vẫn còn sót lại tia bị sốc ta nghĩ ta không cần phải nói đùa vào lúc này thiên lộc huyền nữ mỉm cười trả lời nàng thật sự là làm cho người ta tìm không ra chút tì vết nào. Đúng không? Phu quân. Sau đó, đôi mắt nàng nhẹ nhàng chớp động, nhìn cố trường ca đang đứng bên cạnh, hương thơm tràn ngập, quyến rũ lòng người. Ở trước mặt người ngoài, ngươi không thể đoan trang nghiêm chỉnh một chút hay sao? Cố trường ca bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, trong ánh mắt vừa khéo biểu lộ ti cưng chiều, hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng hắn hiểu được ý đồ của thiên lộc huyền nữ nàng đã đoán ra hắn sẽ không ăn nàng bởi vì cửu huyền tương tư thể cho nên nàng mới không sợ hãi như thế ở trước mặt người ngoài cố ý diễn trò nói như vậy thế nhưng hắn chưa bao giờ là người chịu ăn thiệt thòi cho dù bây giờ rất khó giải quyết phiền phức của cửu huyền tương tư thể nhưng chiếm chút tiện nghi trên tay chuyện ấy rất đơn giản trên mặt của thiên lộc huyền nữ xuất hiện một làn khó nhàn nhạt từ vòng eo truyền đến một cổ cảm giác ấm áp. Đặc biệt là chóp mũi có cổ khí tức mát lạnh nhàn nhạt, giống như đại lý ngọc thạch lạnh lẽo. Nàng lại khẽ hừ một tiếng, thoát ra từ trong ngực của cố trường ca, nói, ở trước mặt người ngoài, tay phu quân cũng không thành thật như thế sao. Nhìn thấy cảnh tượng nọ, trong lòng tam sơn chủ không còn hoài nghi nữa, sắc mặt của hắn có chút thận trọng, hắn đang suy đoán thân phận của cố trường ca. Dù sao người có thể để cho Thiên Lộc Huyền Nữ chính miệng nói ra lời ấy, e là lai lịch của hắn lớn đến mức kinh thiên động địa. Nếu như chuyện Thiên Lộc Huyền Nữ trở thành thị thiếp của người khác bị truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ nổi lên thủy triều ngập trời, Bác Hoang thập vực cũng sẽ bị chấn động. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1276. Tới thăm hỏi sư tỷ. Thân phận của vị công tử này là tam sơn chủ dò hỏi với sắc mặt có chút ngưng trọng đạo hữu gọi phu quân của ta là công tử là được rồi thân phận của hắn ngươi không cần để ý nhiều nghe vậy thiên lộc huyền nữ lại nở ra một nụ cười coi như là lời giải thích ta biết rồi tại hạ ra mắt công tử tam sơn chủ cũng là người rất tinh ý chỉ từ đôi ba câu hắn đã đoán ra đại khái vấn đề vì thế chấp tay nói chuyện với cố trường ca tuy nguồn gốc của cửu đại sơn rất thần bí nhưng ở bát hoang thập vực ai mà biết các gia tộc cổ xưa còn che giấu nhiều điều hay không có thật sự liên quan đến và có huyết mạch thần tiên chảy trong cơ thể hay không hắn vô thức suy nghĩ đến thân phận của cố trường ca nhưng lại không đoán ra hắn là người của thượng giới bởi vì chuyện ấy không có khả năng tại sao thiên lộc huyền nữ lại tiếp xúc với người của thượng giới được nhưng cho tới nay thiên lộc thành luôn phải một mình đối địch với sự tấn công xâm lược thiên lộc huyền nữ là người gánh vác trọng trách bảo vệ thiên lộc thành nàng không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với người của thượng giới không biết lần này thiên lộc huyền nữ tới cửu đại sơn ta để làm chuyện gì sau đó tam sơn chủ thu liễm cảm xúc của mình lại sắc mặt hắn cũng khôi phục lại vẻ tự nhiên dò hỏi hắn đoán thiên lộc huyền nữ tới đây rất có thể vì chuyện bác hoang thập vực bị thượng giới xâm lược dù sao thiên lộc thành cũng cần cửu đại sơn trợ giúp nghĩ như thế ngược lại hắn có thể dựa vào đó để biến thành một lý do bức bách nhị sơn chủ lần này ta tới mục đích chính là để hỏi thăm một chút tình hình sư tỷ trước đây rời thiên lộc thành đến nơi đây của các ngươi ta muốn biết nàng ta như thế nào rồi thiên lộc huyền nữ mỉm cười trả lời Nàng thận trọng đến nỗi giọt nước cũng không lọt, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tất nhiên, có thể nói đây cũng là một trong những mục đích của nàng. "Ngươi nói là Trần Tố Vân sao?" Tam Sơn chủ hơi nhíu mày một cái, chuyện liên quan tới ân oán giữa Trần Tố Vân và Thiên Lộc Huyền Nữ, thật ra hắn cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết trước đây hai người có quan hệ là sư tỷ sư muội, đều là ứng cử viên cho đời tiếp theo của Thiên Lộc Huyền Nữ mà mặc dù Trần Tố Vân đã nhập môn từ rất lâu, nhưng thiên phú tu hành của nàng lại không bằng sư muội. Sau đó cũng không biết quan hệ như thế nào, Trần Tố Vân đã mưu phản Thiên Lộc Thành. Nàng đi tới Cửu Đại Sơn rồi bái nhập làm môn hạ của Nhị Sơn chủ. Đúng vậy. Thiên Lộc Huyền nữ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của Tam Sơn chủ hơi lấp lóe, ở trong lòng hắn đang tính toán được mất. Bây giờ trần tố vân chính là đại sư tỷ của cửu đại sơn nàng là người có uy tín rất lớn trong đám đệ tử nếu cứ như thế để cho thiên lộc huyền nữ tới cửa trả thù thật sự có chút mất mặt người ở cửu đại sơn tuy nhiên chắc thiên lộc huyền nữ cũng biết chuyện ấy phiền phức cho nên mới để cho vị phu quân này của nàng đi cùng từ một điểm ấy cũng có thể nhìn ra e rằng thận phận vị phu quân của nàng phận mới là điều nàng lo lắng nghĩ tới đây trên mặt của tam sơn chủ nở ra một nụ cười hắn nói trần tố vân chính là đồ đệ của nhị sơn chủ nếu thiên lộc huyền nữ muốn tìm nàng nói chuyện vậy xem ra ngươi phải đi tới đệ nhị sơn rồi chỉ có điều ngươi đã lặn lội đường xa tới đây hay hôm nay ngươi cứ tạm thời ở đây nghỉ ngơi trước ta sẽ cho đồ đệ đi bẩm báo một chút để nhị sơn chủ biết được việc đó không biết thiên lộc huyền nữ cảm thấy thế nào thiên lộc huyền nữ nghe vậy như đang suy nghĩ một chút, sau đó nàng nhìn về phía Cố Trường Ca, chớp chớp đôi mắt rồi nói, "Phu quân, ngươi nghĩ sao? Chuyện như vậy phải để cho Cố Trường Ca đưa ra quyết định." Nàng vẫn không tự quyết được. Hay cứ làm theo lời Tam Sơn chủ nói đi, dù sao tạm thời ngươi cũng không vội. Cố Trường Ca khẽ mỉm cười nói, sắc mặt của hắn vẫn luôn tỏ ra vẻ ôn hòa tự nhiên, phong thần như ngọc. Đã như vậy, nếu không hai vị đi nghỉ trước ta sẽ cho đệ tử đến đệ nhị sơn bẩm báo chuyện này tam sơn chủ cười cười sau đó hắn phân phó cổ vô địch đi sắp xếp cố trường ca và thiên lộc huyền nữ đi nghỉ ngơi xung quanh đệ nhị sơn cung điện thần sơn trải dài rộng lớn mà cổ kính có phong cách hoàn toàn khác biệt so với thời đại bây giờ ở giữa ngọn núi có ánh sáng lượn lờ có sương mù rực rỡ đang trôi một mảnh mờ ảo nơi đây có đủ các loại tiên chi thần dược ở giữa còn trồng thảo dược có đệ tử chuyên môn chăm sóc công tử tạm thời ngài sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này cổ vô địch dẫn cố trường ca thiên lộc huyền nữ vào bên trong một tòa đại điện huy hoàng sau đó hắn cung kính lui xuống tính mệnh của mình đang bị cố trường ca nắm giữ trong tay hắn không dám sinh ra một chút suy nghĩ bất kính nào hơn nữa trên đường tới đệ tam sơn hắn đã nói ra tất cả những điều liên quan tới bí mật của cửu đại sơn mà hắn biết nói thẳng ra là biết gì nói nấy. Sau khi thấy cổ vô địch rời đi, ở trong điện cố trường ca lại suy nghĩ một hồi, sau đó lấy hồng môn tử dám ra, lần này hắn định thôi diễn khí vận chi tử một lần. Mặc dù hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng từ trong lời kể của cổ vô địch, hắn đã biết là ai. Chương 1277 Thủ hộ giả nhất tộc Trời ơi! Trên hồng mông tử dám xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím trong suốt. Khí thế không tên buông xuống, lúc đầu trên mặt kính còn mơ hồ, bỗng nhiên có hình ảnh hiện lên. Đây là bảo vật thần bí gì vậy? Ánh mắt của Thiên Lộc huyền nữ rơi vào vật ấy có chút dị sắc. Nàng có thể cảm nhận được bảo vật thần bí kia rất bất phàm, thậm chí nó còn dính đến vận mệnh nhân quả, có vẻ như nó có thể thôi diễn được hình ảnh trong quá khứ và tương lai. Thế nhưng cố trường ca cũng không để ý tới nàng, hắn chỉ nhìn vào hình ảnh hiện lên bên trong hồng môn tử giám. Đó là buổi đêm giông tố cuồn cuộn. Cả một khoảng trời đất bị bao phủ trong tâm tối, chợt có lôi điện lướt qua không trung, dương nanh múa vuốt chiếu sáng trời đất. Một trận giết chóc đáng sợ đang xảy ra trong rừng và cung điện lầu điện ở Vân Vụ Sơn. Trong phạm vi mười mấy vạn dặm, thần quang lấp lóe, phù văn như biển, khí tức kinh khủng bao phủ tám phương bốn hướng, phá hủy tất cả mọi thứ, có thể nói là kinh thiên động địa. Trong trận chiến này có rất nhiều tu sĩ chết thảm, bọn hắn đã cùng nhau chống lại giặc ngoại xâm, có thể nói là vô cùng khốc liệt. Mà trong đội ngũ, có một người đang lặng lẽ giấu một đứa bé ở trong tả lót, người đó dự định xé rách không gian đưa đứa bé rời xa nơi đây. Chẳng lẽ đứa nhỏ kia chính là khí vận chi tử lần này, tiểu sư đệ tiêu dương của cửu đại sơn? ánh mắt của cố trường ca cũng rơi trên người đứa bé trong hình ảnh kia hắn như có điều suy nghĩ hắn nhìn ra được có vẻ như gia tộc đứng phía sau tiêu dương sắp gặp phải một trận thảm sát khủng khiếp những tu sĩ có khí thế hung hăng kia đã phá vỡ không gian mà hạ xuống rõ ràng là bọn hắn đã sớm chuẩn bị thậm chí người có tu vi mạnh nhất cũng đã vượt qua chí tôn cảnh trận đại chiến ấy có vẻ đã phá hủy gia tộc tiêu dương không còn một người cuối cùng chỉ còn lại phế tích và hài cốt tất nhiên vẫn có một vài con cá lọc lưới không bị giết chết trong trận tập sát ấy cuối cùng may mắn trốn thoát chỉ là theo cố trường ca như vậy mới phù hợp với con đường khổ đại thâm cừu của khí vận chi tử cũng không biết những tu sĩ lúc trước tập kích gia tộc sau lưng tiêu dương là người của thượng giới hay người đến từ bát hoang thập vực cố trường ca hít mắt trong lòng hắn có đủ loại ý nghĩ lướt qua bình thường nói đến kiểu sáo lộ của khí vận chi tử, gia tộc đều sẽ có chút đặc biệt. Hoặc bọn hắn nắm giữ một bảo vật quan trọng nào đó, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội, những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòng ngó, hãm hại, làm cho người khác ngấp nghé. Hoặc bọn hắn có huyết mạch thể chất đặc thù nên bị người khác ghen ghét, dẫn đến kiên kỵ. Huyết mạch màu xanh, trong khi đang chiến đấu điên cuồng, con mắt lại biến thành màu vàng thực lực tăng mạnh chẳng lẽ là gia tộc kia nói như vậy có lẽ việc ấy và cố gia còn có trăm vạn mối nhân quả hơn hai mươi năm trước thực sự còn có chuyện tuyệt đối không thể nhắc đến cố trường ca nghĩ tới đây trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó hắn định tìm một cơ hội để gửi tin về tộc hỏi thăm một chút hắn đoán tiêu dương có quan hệ với thủ hộ giả nhất tộc hoặc có lẽ đây chính là con cá lọc lưới của gia tộc đó. Cố Trường Ca còn nhớ kỹ, hơn 20 năm trước, Trường Sinh Cố gia cài người vào gia tộc đứng đầu ở Bắc Hoang thập vực, phụng mệnh tiêu diệt thủ hộ giả nhất tộc. Nếu thật sự là chuyện đó thì mới có thể trùng hợp được trên tuyến thời gian. Thân là thủ hộ giả nhất tộc ở Bắc Hoang thập vực, huyết mạch cường đại ở chỗ có thể triệu hoán anh linh bất diệt khắp thiên địa. Huyết mạch không dứt, anh linh bất diệt thậm chí ở bên trong linh hải của gia tộc này còn xây nghĩa trang để mai tán các thế hệ cường giả của gia tộc. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, cũng có thể triệu hồi vết tích từ trong trời đất, lại kề vai chiến đấu lần nữa. Có một lần, trong cuộc đại chiến với thượng giới, thậm chí thủ hộ giả nhất tộc còn triệu hoán ra tiên hồn. Tuy là tàn tiên, nhưng cũng gây ra thương tổn vô cùng khủng bố đối với đại quân của thượng giới. Hơn 20 năm trước, việc tiêu diệt thủ hộ giả nhất tộc trường sinh cố gia cũng đã tính kế từ rất lâu cuối cùng lựa chọn thời điểm bọn hắn yếu nhất mới động thủ bởi vì khi đó tộc trưởng của thủ hộ giả nhất tộc đột phá thất bại người bị thương nặng thêm nữa phu nhân của hắn sau khi sinh con thì còn rất yếu huyết mạch tuy mạnh nhưng chỉ có rất ít người có thể triệu hoán anh linh hơn nữa số lượng tộc nhân cũng không nhiều tất cả vẫn luôn ở vào trạng thái lánh đời dưới một kích lôi đình đã được chuẩn bị vẹn toàn này, vậy mà vẫn còn có cá lọc lưới chạy thoát. Chẳng qua hiện giờ lại gặp phải ta, cũng không biết tiêu dương ấy có vận khí tốt như vậy hay không. Cố trường ca vung ống tay áo lên, thu hồng môn tử dám lại. Mặc dù thiên lộc huyền nữ có chút tò mò về hình ảnh vừa rồi hiện lên trong hồng môn tử giám, nhưng nàng cũng rất thức thời không có hỏi nhiều, có một số việc không phải là cứ biết càng nhiều càng tốt chương 1278 Thực lực của thiên lộc huyền nữ Ba ngày sau, tiểu đồ đệ của nhị sơn chủ muốn cùng tỷ thí với cổ vô địch, tranh đoạt quyền nắm giữ cửu sơn tiên ấn. Bây giờ, cửu đại sơn đã không còn hoài nghi chút nào về mục đích đến đây của hai ta nữa. Có lẽ khi đó sẽ là cơ hội động thủ tốt nhất. Nàng mỉm cười nói, trong mắt có thần quan trong suốt, vừa thánh khiết vừa ma tính, trong lời nói không có chút lưu ý nào với cửu đại sơn. Cửu sơn tiên ấn, đến cùng vật này có lai lịch thế nào? Nghe vậy, trái lại cố trường ca lại có chút hứng thú đối với vật ấy. Hơn nửa trận tỷ thí ba ngày sau, tuy cổ vô địch sẽ áp chế tu vi áp chế cùng một cảnh giới với tiêu dương, đồng thời hứa hẹn sẽ đánh trong ba chiêu. Nhưng theo cố trường ca thì cổ vô địch sẽ thua không nghi ngờ. Dù sao khi đối mặt với khí vận chi tử mà đánh cược lại còn là loại ước hẹn ba chiêu quen thuộc nát nhất kia kết quả đều không ngoài dự tính dưới cục diện khí vận chi tử không được tất cả mọi người coi trọng hắn lại tác mạnh một cái vào mặt mọi người cuối cùng thắng cuộc loại chiêu trò ấy hắn thật sự đã nhìn thấy rất nhiều bản thân của khí vận chính là hư vô mờ mịt nhân tố ngẫu nhiên thật sự có quá nhiều chớ nói chi là bản thân tiêu dương cũng không đơn giản che giấu không ít thủ đoạn cho nên ba ngày sau dựa theo câu chuyện bình thường cổ vô địch sẽ sơ xuất thảm bại cửu sơn tiên ấn vẫn sẽ rơi vào trong tay tiêu dương ta cũng chỉ nghe nói rằng cửu sơn tiên ấn chính là căn cơ mà cửu đại sơn lập sơn trải qua rất nhiều năm nó hội tụ tín ngưỡng khí vận các loại mệnh số của cửu đại sơn huyền diệu khó tả bảo vật kia có cấp độ đã vượt qua đế khí nó cũng có liên quan rất lớn đến việc cửu đại sơn có thế mãi ẩn thế nơi này Thiên Lộc Huyền Nữ nghĩ nghĩ rồi nói ra những chuyện chính mình hiểu được cho Cố Trường Ca biết. Nói cách khác, nếu đem Cửu Đại Sơn so sánh với một thế giới độc lập, như vậy Cửu Sơn Thiên Ấn chính là vật tương tự như giới bảo, trấn áp khí vận chi vật. Cố Trường Ca gật đầu một cái, cảm thấy có chút giật mình. Rất nhanh, tin tức liên quan tới việc Thiên Lộc Huyền Nữ đi đến Cửu Đại Sơn đã truyền ra ngoài Tam Sơn, gây nên sóng gió rất lớn mặc dù đệ tử cửu đại sơn đã rất nhiều năm chưa từng rời khỏi nơi đây nhưng đối với thiên lộc huyền nữ có thể nói là không có chút lạ lẫm nào xem ra có rất nhiều người biết nàng chính là thần thủ hộ của thiên lộc thành nàng và cửu đại sơn đều có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ bác hoang thập vực thế nhưng lần này thiên lộc huyền nữ đến cửu đại sơn có vẻ có chút ác ý nguyên nhân hình như là vì một vị sư tỷ từng có quan hệ với nàng mà bây giờ vị sư tỷ kia chính là đại sư tỷ trần tố vân của cửu đại sơn giữa thiên lộc huyền nữ và trần tố vân có mối thù không nhỏ xem ra hiện tại nàng tới đây cũng là vì giải quyết chuyện đấy đối với chuyện này rất nhiều đệ tử cửu đại sơn đều cảm thấy vô cùng hoảng hốt có người còn phẫn nộ bọn hắn cảm thấy thiên lộc huyền nữ tới cửa là để trả thù hơn nữa nàng còn dẫn theo một vị nam tử trẻ tuổi bên người nghe nói là phu quân của nàng chỉ có điều thân phận của vị kia nam tử trẻ tuổi nọ rất là thần bí ngay cả tam sơn chủ cũng lấy lễ để tiếp đón không dám thất lễ chuyện đấy nhanh chóng truyền ra khắp cửu đại sơn gây ra náo động vô cùng lớn chuyện thiên lộc huyền nữ và cố trường ca xuất hiện ở cửu đại sơn đã làm cho rất nhiều đệ tử chấn động ngay cả mấy sơn chủ cũng rất để ý đến chuyện này đang thay nhau suy đoán thân phận của cố trường ca từ cách thiên lộc huyền nữ trò chuyện có thể thấy được bối cảnh của nam tử kia nhất định là rất kinh khủng tuổi còn trẻ mà tu vi đã khó lường ngay cả chính nàng cũng thừa nhận mình là thị thiếp của hắn dưới những lời truyền miệng ấy rất nhiều đệ tử đã thử đến đệ tam sơn ý đồ muốn nhìn thấy dung mạo của hai người đương nhiên rất nhiều người cũng muốn biết ân oán giữa thiên lộc huyền nữ và đại sư tỷ trần tố vân sẽ chấm dứt thế nào dù sao đây cũng là chuyện lớn liên quan tới cả Thiên Lộc Thành và cửu Đại Sơn. Mà lúc này, trong đệ nhị sơn đồ sổ bao la hùng vĩ, Trần Tố Vân đã nhận được tin tức. Lông mày của Trần Tố Vân không nhịn được nhăn lại, trên gương mặt của nàng hơi mang chút xoắn suýt và dãy dụ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Cuối cùng, vẫn tới rồi sao? Nét mặt của nàng càng trở nên rất phức tạp, rất nhiều ký ức nhẹ lướt qua trong đầu cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp thông minh của một thiếu nữ. Kỳ thật nàng sớm đã nên liệu trước những chuyện kia. Những năm gần đây, nàng đều đang chờ đợi thiên lộc huyền nữ tìm tới cửa. Đại sư tỷ, ngươi thật đúng là sư tỷ của thiên lộc huyền nữ, muốn giải quyết ân oán với nàng ta sao? Mà lúc này, phía ngoài cung điện, một nam tử trẻ tuổi đi tới, quanh người có ánh sáng màu xanh lượng lờ, nhìn vô cùng tự tin chính là tiêu dương chỉ là bây giờ nét mặt của hắn lại mang chút lo lắng không yên hắn cũng vừa nhận được tin tức cũng thấy vô cùng ngạc nhiên khi còn bé nếu không nhờ trần tố vân phát hiện hắn dưới thác nước chỉ sợ hắn đã sớm bị hung thú quanh đó ăn mất có thể nói nếu không có trần tố vân chắc chắn không có hắn hiện tại huống chi những năm gần đây trần tố vân đều luôn quan tâm hắn dạy hắn rất nhiều đạo lý quan hệ với hắn vừa giống tỷ tỷ lại giống mẫu thân vậy. Hắn cảm kích Trần Tố Vân từ tận đáy lòng, ý định đợi sau này có năng lực sẽ bảo vệ nàng cả một đời. Bây giờ, hắn vừa biết được tin tức ấy, thật sự làm hắn chấn động trong lòng. Chuyện lớn như vậy, vậy mà xưa nay hắn đều không biết mà Trần Tố Vân cũng chưa từng đề cập với hắn. Mà tin đồn liên quan tới Thiên Lộc huyền nữ, những năm qua hắn cũng có biết, vào rất nhiều năm trước đại quân thượng giới ép đến cửa thành, một vị đã thành đạo có năng lực kinh khủng bị nàng giết chết ở trước thiên lộc thành. Trận chiến ấy làm thế gian kinh hoàng, trung động tám phương. Thực lực của thiên lộc huyền nữ tuyệt đối là rất mạnh. Trước đây, hắn cũng không biết chuyện giữa thiên lộc huyền nữ và Trần Tố Vân. Chương 1279 Ân quán ngày xưa Ngươi cũng nghe nói rồi à. Đối mặt với Tiêu Dương, sắc mặt của trần tố vân ôn hòa hồi lâu lại hiếm thấy hơi lộ ra ý cười đại sư tỷ thiên lộc huyền nữ ít nhất cũng là người đã thành đạo mà bây giờ ngươi chỉ mới là chuẩn đế cảnh nếu phải giải quyết ân oán ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng tiêu dương khó nén lo lắng trong lòng nhìn không được nói chuyện ấy so với trận đấu ba ngày sau giữa hắn với cổ vô địch còn làm hắn để ý hơn dù sao trần tố vân với hắn mà nói cùng một sư tôn, quan hệ với nhau như người thân vậy. Đây là ân oán giữa ta và nàng, sớm muộn đều phải giải quyết, ngươi không cần lo lắng quá." Trần Tố Vân ôn hòa nói, huống chi thiên phú của sư muội nàng ấy vốn mạnh hơn ta, kỳ thật ta sớm nên suy nghĩ rõ ràng. Dù sao nàng đã niết đạo thành công từ rất sớm, sớm đã bước chân vào hàng ngũ kẻ thành đạo, giờ có lẽ đã sắp đến hậu kỳ, mà ta vô số năm qua phí thời gian ở chuẩn đế cảnh lục trọng mãi vẫn chưa đột phá được nửa điểm. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng, vẻ mặt của nàng càng thêm phức tạp. Tiêu Dương cũng là lần đầu thấy vẻ ấy nấy kia trên mặt đại sư tỷ Trần Tố Vân. Điều đó càng làm hắn há to miệng, rất lâu vẫn không biết nên nói gì. Hắn không hiểu rõ ân oán giữa Trần Tố Vân và Thiên Lộc Huyền Nữ. Thế nhưng dựa theo tình huống bây giờ mà xem, sợ là năm đó trần tố vân đã làm chuyện gì sai mới phải vào cửu đại sơn chỉ là dù trần tố vân đã làm sai điều gì nàng vẫn như cũ là đại sư tỷ của hắn hắn sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến nàng nghĩ tới đây tiêu dương yên lặng lại âm thầm siết chặt nắm đấm sư tôn năm đó nói không sai sư muội nàng mới là người thích hợp nhất cho vị trí thiên lộc huyền nữ đời tiếp theo cũng là một thiên lộc huyền nữ có thiên phú mạnh nhất vô số năm qua. Nếu không phải thiên địa không cho phép, chỉ sợ nàng đã có thể chân chính chạm đến một cấp độ khác. Trần Tố Vân thở dài một tiếng, hơi xúc động, những năm gần đây nàng tu thân dưỡng tính nên đã sớm nghĩ thông suốt. Cho nên với sự kiện năm đó, nàng quả thật đã vô cùng hối hận. Chỉ là thế gian này không có thuốc nào có thể chữa được sự hối hận. Nàng cũng không thể nghịch chuyển dòng sông thời gian không có năng lực thay đổi sự việc ngày xưa. Đại sư tỷ, ngày trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai tỷ muội các ngươi phải cầm binh khí gặp nhau, đi về hai hướng đối lập? Tiêu Dương nhịn không được hỏi. Trần Tố Vân lắc đầu, ánh mắt có hơi ấy nấy, nói, ta có lỗi với nàng ấy, lúc trước ta ghen ghét thiên phú của nàng ấy, nên lúc biết sư Tôn cố ý muốn lập nàng ấy làm thiên lộc huyền nữ đời tiếp theo, lòng ta rất không cam lòng. Sau đó thừa dịp sư tôn ra ngoài, đã mang nàng ấy rời khỏi thiên lộc thành, đến bên bờ giới bi hải, ý đồ muốn dùng bí pháp cướp đi thiên phú của nàng ấy. Đáng tiếc thời điểm sắp thành công, lại bị sư phụ phát hiện chạy đến, cứu sư muội sắp chết đi. Để cứu được sư muội, bảo trụ thiên phú còn lại cho nàng, sư tôn đã không tiếc dùng tuổi thọ của bản thân làm đường dẫn, thi triển một bí pháp vô thượng. Cũng chính bởi vậy, mới dẫn đến sư tôn rất nhanh đã tọa hóa về phần sau này nàng rời khỏi thiên lộc thành đến cửu đại sơn chuyện khẩn cầu nhị sơn chủ giữ nàng lại trần tố vân chưa hề nói cho ai bởi vì những chuyện đấy cũng không quan trọng nàng biết sư muội sẽ hận mình nhưng trước khi sư tôn tọa hóa cũng biết sư muội sẽ lẻ loi một mình đến cửu đại sơn trả thù rất có thể sẽ mất mạng nên nàng ấy hy vọng gà nhà sẽ không bôi mặt đá nhau buông xuống thù hận cho nên những năm qua sư muội mới chưa từng tìm tới nơi đây trả thù nghe xong chuyện ấy tiêu dương cũng rơi vào im lặng chỉ là rất nhanh hắn lại ngẩng đầu âm thanh hơi trầm nói con người không phải thánh hiền ai mà chưa từng mắc phải sai lầm nếu đại sư tỷ ngươi đã biết mình làm sai ta nghĩ nếu mình là thiên lộc huyền nữ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi đã nhiều năm như vậy thế gian này còn có rào cản nào không thể bước qua chứ nếu thiên lộc huyền nữ rộng lượng một chút đã không mãi nắm lấy không buông như vậy huống chi quan hệ các ngươi còn là sư tỷ sư muội thế gian này đã không có quan hệ nào thân thiết hơn so với các ngươi ta cũng hy vọng như vậy chỉ là sự việc lần này xem ra không đơn giản bên cạnh sư muội nàng ấy còn có một nam tử tuổi trẻ đi theo trần tố vân nghe vậy mỉm cười hiểu rõ ý nghĩ của tiêu dương nhưng nàng thấy sư muội chắc sẽ không buông tha mình đơn giản như vậy lấy tính cách sư muội mà nói nàng sao có thể đi gần một vị nam tử trẻ tuổi như vậy được nên khả năng lớn nhất là nàng muốn mượn nhờ uy thế của người đó nhắc nhở cửu đại sơn không nên nhúng tay vào chuyện kia ân oán giữa hai người để bọn hắn tự mình giải quyết như vậy nàng cũng có thể thấy được lòng quyết tâm báo thù của sư muội chuyện đó ngươi không cần quan tâm nhiều yên tâm chuẩn bị trận đấu ba ngày sau giữa ngươi với cổ vô địch đi nhị sơn chủ đã từng nói chuyện liên quan tới ngươi cho ta rồi đại sư tỷ tin ngươi có thế thắng trận đổ ước ba ngày sau sau đó vẻ mặt của trần tố vân lại hiện lên chút ủ rủ khoác tay áo nói tiêu dương biết đây là ý muốn hạ lệnh đuổi khách của đại sư tỷ hắn hơi yên lặng gật đầu siết chặt nắm đấm lại âm thầm nói trong lòng đại sư tỷ ngươi yên tâm ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm ngươi bị thương. Sau đó, hắn lại rời khỏi cung điện, rồi bước nhanh đến Sơn Phong mà sư Tôn Nhị Sơn chủ đang ở, muốn cầu mong hắn giúp đại sư tỷ một chút. Tiêu Dương biết, để mặt của hắn, sư Tôn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm đến việc của đại sư tỷ Trần Tố Vân. Chương 1280. Không thể ăn thì vẫn còn cách khác. Cho nên đây chính là ân oán giữa ngươi và vị sư tỷ kia. Ngay vào lúc đó, trong một cung điện khác trên đệ Tam Sơn, Cố Trường Ca đã nghe xong ân oán giữa Thiên Lộc Huyền Nữ và sư tỷ Trần Tố Vân không bỏ sót một chữ. Hắn có chút hứng thú mà nhíu mày, cũng không phải bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hứng thú với ân oán của Thiên Lộc Huyền Nữ, mà hơn 20 năm trước, người thu dưỡng Tiêu Dương lại chính là vị đại sư tỷ Trần Tố Vân kia. Việc đã kích khí vận chi tử, chỉ là chuyện thuận tiện nhổ lông dê, nên ai làm cố trường ca cũng sẽ không từ chối. Thế nào, cố công tử cũng đồng cảm với chuyện ta gặp phải sao? Trên mặt của thiên lộc huyền nữ vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ. Nàng mặc một bộ y phục lông vũ trắng như tuyết, dáng người cao gầy, da thịt tinh tế tỉ mỉ không tì vết, vô cùng mịn màng. Giữa từng tia sáng chớp động trong đôi mắt, có ý vị cực kỳ mê người, biểu tượng như thần thánh, có thể nói hoàn toàn khác biệt với đám người ngoài kia. Đồng cảm có lẽ chưa tới, không phải bây giờ ngươi đang sống rất tốt sao? Sắc mặt của Cố Trường Ca rất tùy ý, lắc đầu, nói, xem ra những năm qua, ngươi vẫn luôn muốn tới Cửu Đại Sơn tìm nàng ta báo thù. Trước khi sư Tôn mất, ta đã đồng ý với nàng ấy, sẽ buông bỏ hận thù xuống, về bảo vệ Thiên Lộc Thành. Thiên Lộc Thành chính là tâm huyết của sư Tôn ta sẽ lấy hết khả năng mà bảo vệ cho cẩn thận, nhưng ta nhất định sẽ không cho phép một người phản bội sư môn, tổn thương sư tôn mà vẫn còn sống. Thiên lộc huyền nữ đi đến cửa sổ bên cung điện, ngẩng đầu nhìn tinh hà phía xa mênh mông mà bao la hùng vĩ. Cặp con ngươi xinh đẹp óng ánh kia như từng tia tinh quang lung linh tỏa ra, tóc đen như suối, ánh sáng chảy xuôi động lòng người. Dưới cái nhìn của nàng, sở dĩ sư tôn tỏa hóa nguyên nhân hoàn toàn vì lấy tuổi thọ của bản thân để giữ lại thiên phú và tính mạng cho nàng mà toàn bộ những ấy đều là do sư tỷ trần tố vân mang tới vậy ta ngược lại sẽ chờ đến lúc đó xem một trận trò hay cố trường ca rót chén rượu một mình tự uống vẻ mặt tùy ý nhàn nhã ta còn tưởng cố công tử sẽ khuyên ta buông bỏ hận thù dù sao nàng vẫn là sư tỷ của ta thiên lộc huyền nữ bỗng nhiên xoay người lại con ngươi nhìn chầm chầm vào hắn, trong đó lấp lóe mấy vệt ý vị khó hiểu. Không biết nỗi khổ của người khác, chớ khuyên người ta rộng lượng. Ta có tư cách gì khuyên ngươi buông bỏ thù hận? Cố trường ca lắc đầu nói, đương nhiên lời ấy chỉ là lời hay. Việc thiên lộc huyền nữ có báo thù hay không cũng không có quan hệ gì với hắn. Quan trọng là, nếu thiên lộc huyền nữ không báo thù, không xảy ra xung đột với Trần Tố Vân, vậy làm sao kéo căng thêm được giá trị cừu hận của tên khí vận chi tử kia, rồi hắn làm sao nhổ được lông dê, thu hoạch điểm khí vận. Thủ đoạn lừa gạt nữ tử của cố công tử thật sự là rất cao minh. Nếu ta không phải hiểu ngươi rất rõ, chỉ sợ còn có thể vì lời đấy của ngươi mà cảm động. Con ngươi của thiên lộc huyền nữ ống ánh như có thần quan lập lòe đang chảy xuôi, khóe miệng của nàng không nhịn được dương lên một ý cười nhạt, bỗng nhiên đến trước mặt cố trường ca, vây quanh cổ của hắn rồi ngồi xuống, mùi thơm tỏa ra, chọc vào lòng người, thậm chí có thể cảm nhận được hơi lành lạnh khi mái tóc đen lướt qua da thịt. Nếu không phải vì bây giờ ta không thể ăn ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không to gan như vậy. Cố Trường Ca không hề bị lay động, vẫn tự uống một mình như cũ. Chỉ là Thiên Lộc Huyền nữ lại không quan tâm, chủ động lại gần. Cố Trường Ca hơi nhíu mày, cũng không có ngờ nữ tử này vì bảo vệ Thiên Lộc Thành thậm chí dám lớn mật chủ động như thế. Không thể ăn, không phải vẫn còn cách khác sao? Thiên lộc huyền nữ ngẩng đầu lên, khóe miệng của nàng dương lên một nụ cười nhạt, vô cùng tự tin, lại như có chút khiêu khích đùa cợt. Nàng mắt ngọc mày ngài, cổ trắng như tuyết không tì vết như ngọc thạch có ánh sáng chảy xuôi. Ma tính và thần thánh đều tản ra quanh người, vẻ đẹp gần như không chân thực, khiến người ta hoài nghi đâu mới là bộ dáng thực sự của nàng ta ngược lại ngày càng càng thật không nở giết ngươi. Cố trường ca thở dài một tiếng, bàn tay đặt lên gương mặt xinh đẹp không tì vết của nàng. Trong nháy mắt, đã đến hôm sau, ở giữa chủ phong đệ nhị sơn, hội tụ rất nhiều đệ tử cả cửu đại sơn, ngay cả sơn chủ cũng tới mấy vị. Sơn phong đồ sộ mà hùng vĩ, có tia sáng màu xanh lượng lờ, vách đá như bị một thanh thiên đao từ trên không trung đánh rớt xuống. Bóng loáng như gương ở đây linh khí mờ mịt sương mù rực rỡ chảy xuôi mây tiên sen lẫn các loại cổ mộc và thần dược mọc ra nồng nặc mùi thuốc giờ phút này trên quảng trường chủ phong phù văn lấp lóe các loại quy tắc rơi xuống tựa như từ thời kỳ cổ xưa đây là một chiến trường cổ ẩn nấp trong hư không bao phủ trong tia sáng được cửu đại sơn bố trí khắc xuống rất nhiều trận văn chí cường chiến trường này có thể tiếp nhận ba động của đế cảnh khi giao thủ vì vậy lúc bình thường chỉ có thời điểm xảy ra chuyện lớn. Ví như sơn chủ giao thủ luận bàn, mới có thể khởi động. Mà bây giờ, nó rõ ràng lại được khởi động không phải vì chuyện kia. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.